Chương trình đọc truyện đêm khuya, giới thiệu bộ sách, diễn giải Kinh Pháp Cú, dịch giả Viên Chiếu. Pháp Cú 127. Không trên trời dưới biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Phẩm: ba nhóm tỳ kheo. Câu pháp cú này Đức Thế Tôn giải tại Kỳ Viên liên quan đến ba nhóm người. Con quả bị chết cháy. Một số tỳ kheo đến thăm Thế Tôn xong, rời tỉnh xá vào làng khất thực. Dân làng lấy bát phân phối chỗ ngồi trong nhà nghỉ và trong khi chờ dâng cúng, họ nghe pháp. Câu pháp cú này Đức Phật dạy tại Kỳ Viên liên quan đến ba nhóm người. Con quả bị chết cháy. Một số tỳ kheo đến thăm Đức Thế Tôn xong, rời tỉnh xá vào làng khất thực. Dân làng lấy bát phân phối chỗ ngồi trong nhà nghỉ và trong khi chờ dâng cúng, họ nghe pháp. Bỗng một ngọn lửa hụt cháy dưới nồi cơm đang nêm sốt và cà ri bắt lên mái chanh. Một nấm chanh cháy đỏ bung ra khỏi mái, bay lơ lửng trên không. Một con quạ bay qua, đâm cổ vào nấm chanh ấy, bị đốt chết cháy và giòn rụng rồi rơi xuống đất. Mọi việc xảy ra trước mặt các tỳ kheo thật là khủng khiếp. Họ đồng lòng đến hỏi Đức Thế Tôn xem kiếp trước con quả đã làm cái gì mà phải chịu cái nghiệp quả như thế này. Người đàn bà bị ném xuống biển. Một nhóm tỳ kheo thứ hai đến thăm Đức Thế Tôn trên một chiếc thuyền. Ra giữa biển, thuyền bỗng đứng lại không nhúc nhích. Hành khách nghi ngờ có một tên suối quẩy nên rút thăm xem là ai. Thăm rơi trúng vợ của thuyền trưởng là một thiếu phụ trẻ đẹp. Họ đồng ý rút thăm lại lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba cũng là vợ của thuyền trưởng. Hành khách nhìn thẳng vào mặt ông rồi hỏi: bây giờ ông tính sao? Ông ra lệnh ném cô vợ xuống biển. Cô vợ thét lên kinh hãi vì quá sợ chết. Thuyền trưởng bèn bảo tháo hết nữ trang. Rồi vì không đủ can đảm chứng kiến cô vùng vẫy trên mặt biển, ông nói: cột mình cát vào cổ xong hãy ném. Khi thân cô chạm vào mặt nước, cá và rùa bơi đến rỉa thịt cô. Ngoài Đức Thế Tôn, không ai biết được kiếp trước cô ta đã làm gì. Vì thế các tỳ kheo trên thuyền định sẽ hỏi Đức Thế Tôn khi lên đến bờ. Nhóm thứ ba, các tỳ kheo bị giam trong hang. Có bảy tỳ kheo lên đường gặp Đức Thế Tôn. Họ đến tỉnh xá nọ vào một buổi chiều. Lúc đó có bảy chiếc giường trong một thạch thất và họ ngủ trong đó. Đêm khuya, một hòn đá lớn bằng ngôi chùa lăn từ trên dốc bên kia xuống và bít vào lối cửa hang. Các tỳ kheo tại đó cùng với dân trong bảy làng hợp lực hết mình cùng với tỳ kheo bên trong đẩy hòn đá đi nhưng không nổi. Suốt 7 ngày, người bị nhốt đói meo. Đến ngày thứ 7, thình lình hòn đá tự động lăn ra khỏi miệng hang. Các khách tăng được trả tự do. Họ chờ gặp Đức Phật để hỏi nguyên nhân vì sao. Trên đường đi, họ gặp hai nhóm tỳ kheo trước và chung đường đến gặp Đức Phật. Họ đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Tuần tự, mỗi nhóm xin Đức Phật giải thích và được Đức Phật kể câu chuyện quá khứ như sau. Câu chuyện thứ nhất: đốt cháy một con bò. Này các tỳ kheo, thuở xưa con quả bị chết cháy đó là một nông dân ở Ba La này. Anh cố hết sức điều khiển con bò nhưng nó đi một chút lại nằm xuống dù bị đánh đến đâu. Anh nổi giận mắng nó: tốt lắm, từ phút này mày sẽ nằm lại đây cho vừa lòng mày. Rồi anh lấy rơm cuốn hết thân con bò
mồi lửa, bò bị cháy đến giòn và chết ngay. Do hành động ác đó, anh ta chịu đau đớn trong địa ngục rất lâu. Sau đó vì nghiệp báo chưa hết, phải 7 lần liên tiếp làm thân một con quạ bị đốt cháy như vậy. Câu chuyện thứ hai, dình chết một con chó. Người đàn bà vợ của thuyền trưởng đã chịu đau đớn giống hệt một lần bà đã gây cho kẻ khác. Khi xưa, bà là vợ một gia chủ ở Ba La Nại. Bà tự tay làm mọi việc trong nhà, từ lấy nước, giã gạo, nấu nướng, với một con chó ngồi ở bên. Ra ngoài đồng gom lúa hay vào rừng nhặt củi, con chó cũng đi theo. Đám thanh niên thấy thế chọc ghẹo bà. À, đây là thợ săn đi với con chó, hôm nay chúng ta sẽ có thịt ăn đấy. Bực mình, bà đánh con chó, ném đá đất và đuổi nó đi. Nhưng chạy đi một quãng, nó quay trở lại theo bà. Bà rất tức giận, nhưng vẫn cứ tiếp tục làm việc, gom lúa đủ dùng. Lượm một sợi dây cột vào chèo áo bà về nhà, con chó vẫn léo đéo theo sau. Lo bữa ăn cho chồng xong, bà lấy cái bình không ra hồ nước, đổ cát đầy bình. Bà nhìn quanh và nghe tiếng chó sủa bên cạnh. Chó chạy đến ngoắc đuôi mừng rỡ vì tưởng bà sẽ vui vẻ với nó. Bà nắm chặt cổ nó buộc vào một đầu dây, còn đầu dây kia cột bình nước quăng xuống hồ. Con chó bị bình kéo xuống nước chết ngay. Hành động ác chín muồi, bà ta bị đọa rất lâu ở địa ngục. Sau đó nghiệp báo chưa hết nên trong 100 kiếp liên tiếp bà bị cột vào cổ bình ác, ném xuống biển và chết chìm. Câu chuyện thứ ba, giam cầm một con tắc kè. Cũng thế, này các tỳ kheo, các ông phải chịu đau đớn y như lần đã gây cho người khác. Khi xưa, bảy chú mục đồng ở Ba La Nại chăn một bầy gia súc từng đợt 7 ngày. Gặp một con tắc kè khổng lồ, mấy chú đuổi theo, nhưng nó đã nhanh chân chui vào trong ụ mối có 7 lỗ. Mấy chú đành chịu thua, nhưng hẹn sẽ trở lại. Ngày mai, mấy chú trở lại ụ mối, mỗi người lấy cây trà nhét mít mỗi lỗ, xong lùa bò đi nơi khác. 7 ngày sau, nhớ đến con tắc kè, bảy chú mục đồng trở lại ụ mối, lấy cây trà ra, tắc kè bò ra ngoài, chẳng kể sống chết, chỉ còn lại da bọc xương, run lẩy bẩy. Bảy chú thương tình bảo nhau đừng giết nó, và còn vuốt lưng, chúc nó đi được bình an. Do đó, tuy bảy chú không rơi vào địa ngục, nhưng 14 kiếp liên tiếp thiếu thức ăn trong 7 ngày liền. Các tỳ kheo, các ông là 7 mục đồng ấy, và đó chính là hành động xấu ác mà các ông đã làm. Như thế, Đức Phật đã trả lời câu hỏi của 3 nhóm tỳ kheo, giải thích cả 3 câu chuyện quá khứ đã xảy ra. Có một tỳ kheo vẫn còn thắc mắc hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, một người làm ác không thể nào tránh hậu quả bằng cách bay lên không, lao xuống nước hay trốn vào hang núi hay sao? Đức Phật trả lời: Này các tỳ kheo, không thể tìm ra nơi nào để trốn tránh, dù trên không, dưới biển hay trong lòng đất, không nơi nào trên thế gian này có thể thoát khỏi hậu quả của việc làm ác. Và ngài đọc pháp cú: Không trên trời dưới biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Pháp cú 128. Không trên trời dưới biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Phẩm Supapoda Lăng Nhục Đạo Sư. Đức Phật dạy câu pháp cú này
khi ở tại tỉnh xá Negoda liên quan đến vua Thiện Giác. Vua Thiện Giác họ Thích không bằng lòng Đức Thế Tôn vì Ngài đã bỏ con gái ông để đi tu, rồi con trai ông cũng được nhận vào tăng đoàn, khiến cho ông hận thù thêm. Ông rắp tâm ngăn cản Đức Thế Tôn đi đến nơi mời Ngài thọ thực. Một hôm, ông ngồi ở giữa đường, uống rượu mạnh, đón Đức Phật để cản đường. Được loan tin Đức Phật và tăng chúng sắp đến, ông thản nhiên nói: "Hãy nói ông cứ đi đường ông không lớn hơn ta sẽ không tránh đường." Đức Thế Tôn bị từ chối, nhường đường nên quay trở về. Vua Thiện Giác sai bộ hạ dò thám xem Đức Thế Tôn có nói gì không. Khi quay về, trưởng lão A Nan hỏi Đức Phật tại sao. Ngài mỉm cười và được Đức Phật giải thích là vì vua Thiện Giác đã phạm lỗi nặng khi không chịu tránh đường cho một vị Phật đi qua. 7 ngày nữa, nơi tầng trệt cung điện, ngay chân cầu thang, vua sẽ bị đất nuốt. Tên bộ hạ nghe được liền về báo tin cho vua Thiện Giác. Vua vẫn còn căm hận nên quyết tâm chứng minh Đức Thế Tôn là người nói dối. Vua cho mang hết tất cả các thứ cần dùng lên tầng cao nhất trong cung điện 7 tầng, sai dẹp cầu thang qua một bên và đóng cửa lại, cài thanh ngang thật chắc và có 2 lực sĩ gác ở mỗi cửa. Vua dặn họ: "Nếu ta có quên đi xuống, hãy làm cho ta trở lui." Rồi vua vào ở trong căn phòng lộng lẫy trên lầu thứ 7. Đức Thế Tôn nghe ông làm thế, liền nói: "Này các tỳ kheo, vua Thiện Giác sẽ không được như ý ở trên tầng lầu chót của cung điện. Dù ông ta bay lên trời, ngồi trong thuyền, hay ra biển, hay vào trong lòng núi, thì lời của chư Phật cũng không thể nào sai chạy. Chắc chắn ông ta sẽ bị đất nuốt như ta đã nói." Rồi Ngài đọc pháp cú: "Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết." Rồi đúng 7 ngày sau, kể từ khi Đức Thế Tôn bị cản đường, con ngựa chiến của vua bị sổng chuồng ở tầng trệt, chạy chung quanh và đá vào tường này, rồi đá vào tường khác. Đức vua đang ở tầng cao nhất, nghe náo động liền hỏi và được trả lời tức thì. Đến khi ngựa thấy vua, nó dịu xuống ngay. Vua muốn bắt nó nên đứng dậy ra phía cửa. Đúng lúc ấy, cửa tự động mở, thang trở về chỗ cũ. Lực sĩ gác cửa túm cổ ông ta ném xuống. Cũng y như thế, các cánh cửa của 7 tầng lầu tự động mở, các cầu thang trở về chỗ cũ và lực sĩ gác cửa nắm cổ ông ném xuống. Khi vua chạm đến tầng trệt, đại địa nứt ra nuốt sống ông ta và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Chương trình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.